Good morning xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của cali sài gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe vâng à, kính thưa quý vị nghe giọng điệu của chị cả của tội à, nói tóm tắt lại thì à, trong ba nhân vật quay xe bộ tâm sơn thì à, chị đại rồi đến à, chị cả của tội rồi đến anh tam gần đây thì à, tôi thấy à, chị cả của tội là xăm xôi vào cái à, việc kinh doanh của hồng loan hơi nhiều và chúng ta cũng biết rằng cái câu người ta nói là đập độ chén cơm của người ta cũng như là giết hại gia đình của người ta vậy yeah. cô này muốn tước đi cái mạng sống của gia đình của hồng loan luôn nữa nhưng mà cô ta càng nói thì chúng ta lại càng thấy cái sự trơ trẽn phản bội một con người mà có lòng dạ hai mang đó các bạn thì chúng ta không thể tin tưởng được một người đi vào khách sạn livestream với một người có là bạn của mình, bạn, bạn thân á nha, à, thì à, có lẽ sau này chắc cũng có nhiều người như vậy. hãy mà bạn thân thì trai gái với nhau, chúng ta có thể mướn khách sạn à, để livestream, uhm, nơi là lý tưởng nhất của các bạn hai, tại vì chỗ đó có máy lạnh nè, à, rồi có phòng tắm nè, rồi có tủ lạnh nè, có thể mấy chai bia hay mấy chai nước ngọt ở trong đó, hoặc là có những cái chai bò hút á, uống để tăng sức lên nữa cũng được. À, tại vì à, thay gì theo người ta ví dụ cho mướn à, mấy chỗ khác đi mướn giờ thì cũng được vào livestream một tiếng đồng hồ đi ra ha các bạn ha còn cái này à, tại vì livestream đốt cần nhiều nhiều lắm là hai tiếng đồng hồ thôi tôi cho ai mà nói nhiều lắm nói một khang cô họng luôn 3 tiếng đồng hồ đi nhưng mà mướn khách sạn thì nó cả nguyên một đêm lận cả ngao nguyên một ngày lận uhm, đâu có cần thiết tới như vậy có cần thiết tới như vậy không À, tự mình thì hay xăm xôi chuyện người khác nhưng mà không biết một đống rác ở trên đầu của mình Gần đây thì nói rằng hồng loan buôn bán mỹ phẩm chét lên mặt có mụn này kia nọ Dùng app này kia nọ và giả tạo Ủa? Tôi thấy các sản phẩm nhăn nhãn ở bất cứ trên truyền hình hay là quay video quảng cáo Họ cũng phải tận dụng xài áp và kỹ thuật như thế nào để cho khách hàng tin tưởng rằng sản phẩm đó hiệu quả. Hồng Loan không cần tới những cái kỹ thuật mà tuyệt vời như họ. Chỉ cần sơ sơ một chút xíu là được rồi. Không ai mà bán sản phẩm tự nhiên quay video để quy một cái mặt mụn. Rồi xong xơi quay hết video cũng nguyên cái mặt mụn như vậy. Củ tỏi có không? Phải không? Nhan sắc mình không bằng người ta. Nói thiệt chứ... Uh... Nếu mà trong đây nè có nhiều khán giả nói nè là khán giả mỏ nhọn yếu bên chị cả của tội mỏ nhọn hổn là mỏ hổn đó. đúng là chị, chị, chị cả là mỏ hổn hơn tất cả mọi người rất là hổn luôn ngày xưa thì trong cái drama phụng loan này thì ra sức binh vực cho hồng loan rồi sau đó khóc lóc tỉ tê dùng nước mắt của mình như là một con cá sấu vậy nước mắt của mình để chà đạp phía bên kia rồi bây giờ cũng dùng những cái lời nói tôi không biết có chân thật hay không để chà đạp hồng loan lại đối với tôi một người mà phản chủ một người mà hay mang thì tôi hoàn toàn cả cuộc đời này tôi không bao giờ làm ăn và không bao giờ tin tưởng những người này những người có cái tính mà trách nết lăng tâm các bạn mình thấy rằng à, nó rõ ràng câu chuyện như vậy đừng có đổi thừa và đừng có biện minh cái này người ta gọi là xảo biện chứ không phải là hùng biện tìm mọi cách để bào chữa lên lắp liếm cho cái bản thân của mình khi mà người ta đồng tới à, người bản thân là à, làm luật sư hay gì đó ha tôi không biết tình thân nó như thế nào mà thấy có vẻ hơi vượt xa một cái tình bạn một chút xíu ừ. thôi thì à, họ nói như vậy thì mình cũng tin như vậy đi tại vì trên không gian mạng mà họ nói mà mình tin là chết chắc luôn đó các bạn à, không nên tin và cũng không nên tin bất cứ ai nói cái gì ai nói gì mình cứ để đó khoảng cỡ 80 phần thôi và từ từ mình tìm hiểu thêm nữa tôi cảm thấy rằng cái cô này sốc xỉa đến Hồng Loan Vào vấn đề bán mỹ phẩm rồi vấn đề mà Nói à, Hồng Loan là người phủi ơn à, Đi à, theo cái drama này cả năm rồi Mà không biết mình là ai Ủa, thế dụ ai Là Youtube Cũng lên trên đây Binh vực cho Hồng Loan, ủng hộ cho Hồng Loan Thì Hồng Loan phải đi khoanh tay Phải hạ mình xuống đi cảm ơn từng người một Hãy coi vị trí của mình là ai Đừng có ảo quyền lực quá Rất là ảo quyền lực Tưởng mình là có sức mạnh trên không gian mạng Không có nên nhớ rằng mấy cái vụ của bà Hằng mấy cái vụ khác á, làm xong xuôi xỏ clip hết có nhiều người làm youtube người ta vẫn để đó để chứng minh rằng người ta nói như thế nào và người ta giữ uy tín như thế đó chứ người ta không xỏ clip <laughs> tại sao bộ ba tam sơn này lại quay xe cùng lúc tôi cho rằng họ còn đã có kế hoạch những cái gì họ không được họ muốn đạp đổ họ muốn đánh phá hồng loan và họ muốn họ muốn uh, trừ khử những tay chân kế bên hồng loan trước Thứ nhất là ni Rồi thứ hai họ lớn sâu vào à, à, vũ lưng, nguyên vũ này kia nọ Họ gây bất ổn cho nội bộ Họ gây chia rẽ Họ đang kích động trong cái nội bộ uhm, Tôi à, Nghĩ rằng Họ rất đơn thuần Hiện giờ họ chưa tới 50 tuổi đâu Có người mà còn dưới 50 tuổi á, Ngủ tuần á, Thì cái đầu óc của họ còn hiếu thắng uhm. Họ làm những công việc nhiều khi có hại cho người khác và chính hại cho bản thân của họ mà họ không biết. Họ tính gây chia rẽ và kích động giữa anh hai Bình Tinh, anh hai Vũ Lưng nè, là Bình Tinh nè, với Nguyên Vũ nè, với những người nào thân cận bên Hồng Loan. Nhưng mà tuyệt đối tôi cho rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Những con đường họ đi, họ chọn bây giờ là một sai lầm rất lớn trong cuộc đời của họ. Sau này họ sẽ nhìn lại, họ thấy những việc của họ làm bây giờ là việc bất nhận, khán giả từ chối, tất cả mọi người đều quay mặt. Hồng Loan là con ruột hay con nuôi của cô nghệ sĩ nó không phải là thành vấn đề. Hàng thừa kế thứ nhất, giấy khai sinh, hộ khẩu có đầy đủ hết. Như vậy là Hồng Loan được quyền hưởng cái gia tài đó trên pháp luật. Chỉ một câu ngắn gọn thôi. Một câu thôi để cho bên của Bộ Tâm sinh kia hiểu rõ và mở mang một chút xíu nữa trước khi cố nghệ sĩ qua đời đã giao giấy tờ nhà cho ai cũng như các bạn cũng như bộ ba tâm sơn đi có mấy đứa con có mấy đứa cháu đi mình giao giấy tờ nhà mình giao sổ hồng cho người nào có nghĩa là mình đã đặt hoàn toàn tin tưởng và giao trách nhiệm cho người đó rồi phải không tình cảm cha con của người ta mấy mươi năm mà bây giờ dám nói rằng Cha mẹ người ta vẫn còn sống Ở dưới quê Bến Tre Hay ở đâu đó Đúng là Thám tử Xuyên quốc gia Từ bên đây qua tới bên Mã Lai Qua tới Singapore luôn nữa Chị Đại thì hùng cứ một phương Nói rằng không ai dám đụng tới chị Tại vì chị Quen cả trắng đen Luật pháp chỉ rành hết Ngồi sớm cho pháp luật được Và quen với giang hồ luôn nữa còn chị cả của tội thì quen với luật sư quen với chính quyền và cái gì cũng khủng khiếp khủng khiếp và bây giờ cái sự trở mặt của chị cả của tội thì tôi cũng thấy rất là khủng khiếp luôn á cảm ơn các bạn nãy nãy nói là mỏ hổn của tội mỏ nhọn <laughs> mình thì cũng ít có, mình thì không có nói với mấy người này đâu mình thì chỉ đọc lại những lời bình luận mà thôi còn cái sự nhận xét nhan sắc hay là tính tình của mọi người thì đa số là là mình đọc những lời bình luận của khán giả cho nó vui thôi ừ. tóm tắt lại là bây giờ họ livestream thì bị chửi quá trời luôn chửi mà chửi tan nát luôn á không có cái livestream nào mà của họ mà không có những tôi tạm gọi là anti fan á họ không đồng tình với những cái lối suy nghĩ kịch cổm và những lời ăn nói nó thô kệch của, của của chỉ cả của tội này nữa. Ừ. Một người tôi nói rõ ràng đi như là Hồng Loan đi, hồi đó giờ có làm gì có lỗi với ai đâu, hồi đó giờ có nói một câu nào đụng chạm đến những con người này không? không đến nỗi mà hồng loan ăn cái gì hay hồng loan sắc cái bóp gì họ cũng xôi mối cũng 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 đâm chọt nữa tôi thấy là ốc của họ tôi duy con nó càng ngày nó càng uh, kiểu mà đó ốc bún xỉn uh, không thoát ra được cái gọng kèm sân si à, ủa là một người phụ nữ ngay cả luật sư ngọc cũng bị họ bêm bây giờ luật sư ngọc với lại hồng loan uh, có đi chiếc xe đẹp hay là có ăn món ngon vật lạ đó chuyện bình thường của người ta không, các bạn à, bây giờ thì một nước linh mây ăn tôm hùm tôi thấy tôi thấy soi mối đến những cái chuyện đó là nó vô lý chứ từng thấy ủa bây giờ thì người ta làm ăn khá rồi không giống như ngày xưa nữa mà mình nên chúc mừng người ta cũng giống như bạn bè mình dòng họ mình vậy. thí dụ người ta làm ăn khá giàu có mình nên chúc mừng người ta tại vì thứ nhất người ta không cần sự giúp đỡ của mình À, người ta không cần nữa, người ta khá rồi, phải không Còn mấy ví dụ mà người ta nghèo, người ta ấy thì có thỉnh thoảng Đôi lúc người ta cũng phải nhờ sự giúp đỡ của mình. Còn đằng này, mình không cần giúp đỡ người ta, mình phải mừng chứ, phải không Còn đằng này, quá sân si, quá ghen tị Hồng Lo ăn tôm thì cũng nói là lúc này giàu sang à, à, Một nước lên mây, rồi à, sách túi sách hàng hiệu à, Ăn đồ ngon vật lạ ủa, không lẽ bắt người ta cũng giống như lúc mà mới về ngôi nhà số 5 đoạn thì điểm ăn mì gỏi mì tôm hoài vậy ha nên nhớ rằng cô bé này ý tôi nói hồng loan một người mẹ có năm đứa con gánh vác cả nguyên gia đình gánh vác cả một cái drama đè nặng lên vai cả năm nay với những cái bữa áp bức chèn ép ở bên cô với chú còn bây giờ là mấy người làm được cái gì mấy người tổng tấn công người ta hà các bạn nhìn lại coi khán giả tổng tấn công các bạn còn hơn là tết Một thân nữa khán giả bây giờ quay lên các bạn các bạn biết bây giờ như thế này đi ha tôi cho các bạn xem cái này dễ lắm các bạn vào youtube rồi youtube để mình sẽ che, che lại hai chút xíu bà công nói mình là ấy à các bạn vào youtube bên cái bên phải của điện thoại á nó có cái dấu này này à, bên phải á à, bấm vô cái bấm vô bên phải một cái thì à, thì nó sẽ hiện ra là những cái báo cáo hay những cái quality các bạn à, bấm vô cái báo cáo và những gì cô ấy nói ở trong đây đây là tiếng anh này là tiếng anh à còn mà để mình mình chỉ làm một lần nữa. Tại nãy, tại nãy mình che cái cái cái, cái gương mặt đó, các bạn thấy ra, các bạn không thấy. Bên phải của cái điện thoại có cái ngôi sao này nè À, các bạn vô cái, cái 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 video clip của người nào mà chửi Hồng lo vô cớ đó, thì vô đó, thì ngôi sao càng bấm vô cái cái, à. thì nó hiện lên bên đây à, ở dưới cuối cùng là là báo cáo report. À, bấm vô cái report một cái thì nó hiện lên những cái mà à, người này chửi vô cớ hay dùng những danh từ du khống nhục mạ vậy cái nào các bạn thấy đúng thì các bạn bấm vô uhm, như là tôi bấm này là cô này là Chị cả cô tỏi là hay full or abuse content. à, tôi bấm vô đó rồi bấm vô rồi cái xong xuôi các bạn report Ồ oh, vậy là xong là họ sẽ biết cái hành động của cô này đối với một người vô tội như thế nào uhm. Hồng Loan đâu có một lời nào nói cái gì đâu Chèn ép người ta không được Rồi sân si ganh tị với người ta, luôn cả nhan sắc của người ta cũng đem ra nói Đồ đạc, mỹ phẩm của người ta cũng đem ra nói Ngày xưa thì sao, phải không các bạn Bạn à, Minh Nguyễn Đỗ đã quỷ kênh bộ ba tâm tay xuyên bảy màu ngay từ đầu Là đã không ủng hộ rồi ừ, Các bạn cũng à, nhiều người cũng có bình luận cho nói với mình rằng tại vì họ không có cái kênh YouTube cho nên những khán giả mà đi theo họ ngày xưa ngày xưa tôi cũng thường hay coi họ và tôi đánh giá cao họ chứ không phải là không à, những cái lập luận của họ tôi biết là họ binh dực rồi à, nhưng mà họ nói là họ binh dực không có nói là binh dực mù quáng họ nói là họ họ có bằng chứng rõ ràng để nọ à, thì lúc trước tôi cũng tin tưởng họ cho nên trên không gian mạng đừng có tin những con người này có mấy con người này rất là lật lọng họ nói trước rồi họ lắp à, liếm sau à, bây giờ mai mốt họ quay xe lại họ nói là các bạn nghĩ như thế nào cũng vậy hả à, phải không ừ, cho nên à, các bạn có thể quỷ kênh họ bằng cách đó là để giúp đỡ cho hồng loan nhiều người yêu cầu tôi à, lên trên không nhà, lên trên mạng xã hội này nói giùm là những khán giả ngày xưa đó đã, đã, đã vô tình ủng hộ họ đó và bây giờ họ chém gió họ tấn công hồng loan như vậy thì à, nên quỷ kênh của họ thì mình vào mình hủy kênh chỉ cần vào cái kênh của họ bấm một cái subscribe, unsubscribe là xong rồi à, không đăng ký là như xong ngay à, mấy bữa nay họ cay cú nhiều lắm tại vì có nhiều người hủy kênh của họ và có một số khán giả cũng bình luận cũng nói rằng anh nên nói với khán giả nên hủy kênh của họ để họ biết thế nào là lễ độ thế nào là đi ngược lại với lòng người thế nào là giống như họ một tay che trời có thể thắng thiên này kia nọ họ có thể xoay chuyển cạn côn họ có làm những cái gì mà họ nghĩ rằng là họ làm được không, vụ điều tra nhân thân vụ điều tra công an việc làm người ta này kia nó để cho cảnh sát cơ quan điều tra họ chỉ là những người nhiều chuyện trên không gian mạng cũng giống như tôi vậy thôi <laughs> cũng giống như tôi vậy à, à, chúng ta thấy à, việc bất bình thì chúng ta nói à, à, thuộc là tám nhiều chuyện đó chứ chả có cái quyền lực gì trên này. nhiều khi họ nghĩ tôi nói là họ họ ngáo quyền lực luôn á quá ngáo luôn ngáo quyền lực nghĩ rằng là mình sẽ có thể làm được cái này làm được cái kia không có một bạn user có nói cảm ơn ông anh đã sáng suốt phân tích cho mọi người hiểu nhiều hơn và thật may mắn nhiều người như ông A. cảm ơn ông anh rất nhiều À, Mỹ Thu Em không bên phe nào hết Nhưng nghe anh nói hay và phân tích đúng Là em ủng hộ kênh thôi ừ. Linh Cao Mỹ chúc mừng anh Chúc mừng quan điểm của anh Với cái nhìn đúng đắn về câu chuyện Của gia đình của nghệ sĩ Vũ Linh Vì thương yêu mà đến Vì thương yêu hồng loan bạn user thì có nói lúc trước tôi cũng thường xem thám tử sàm và dơ nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ xem um, thằng dơ giấy sàm này nữa đâu ủng hộ ni và hồng loan ừ. nếu không tin thì tôi đưa cho coi bạn thiên đi bim tấn công ni để tách ni ra khỏi hồng loan đó là ý của bà sáu đúng không thì đơn giản tôi nó tấn công ni để lấy công chuột tội với bà sáu để bà sáu xúc đơn kiện chúng thôi đơn giản hiểu như vậy có thể nếu như ý của bạn này thì nói rằng là chỉ um, chị đại của tội và anh tam đã bị những lá đơn kiện của bà sáu ừ. tại vì họ hồi lúc trước họ nói ai họ cũng có mang tính chất sát thương lắm cũng muốn trù dập người ta tới con đường cùng luôn thì bây giờ quay lại cái vấn đề của hồng loan họ cũng làm như vậy họ dùng những lời lẽ mạt sát du khống và muốn cho người ta không góc đầu lên nổi luôn có nghĩa là người thấy người ta người ta thí dụ mà làm một chuyện gì để bạn những người này á, ác tới mức độ chẳng hạn như là tấn công người ra rồi người ta bị thương rồi không muốn giết cho người ta chết luôn bản chất của những con người quay xe là như vậy em và có thể như bạn này nói là những người này đã từng bị những lá đơn kiện của bà sáu nhưng người ta không có công bố tôi chỉ đoán vậy thôi còn bây giờ với cái điều kiện là phải quay đầu xe rồi tấn công loan thì người ta mới bỏ qua những cái lá đơn kiện này có thể là vì một cái gì đó nữa một cái động cơ nào nữa không các bạn về ha tại vì bạn Minh Nguyễn có nói là cảm ơn anh đã góp lời bảo vệ cho Hồng Loan và bạn ấy cần nói thêm là cái con TVN của tội đó còn kém hơn Hồng Loan nữa mà Hồng Loan còn làm mẹ của năm đứa con vất vả mưu sinh mà còn trẻ hơn con TVN nhìn con TV của tội là như là con khổm già <laughs> Ồ oh, thì bạn có kém tuổi hơn Hồng Loan hả? Mình nghĩ là 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 của tội chắc chị cả của tội chắc lớn tuổi hơn chứ. À, mà bạn này nói là nhỏ tuổi hơn Hồng Loan. Vâng, mấy người này thì được thật ra họ có một cái gia đình uh, cha mẹ đầy đủ, Rồi được họ lớn lên được uh, sự uh, chăm sóc của gia đình chiều chuộng của uh, người thân, cho nên họ quen này, họ chưa có trải qua một cái cuộc đời cam khổ mất cha mất mẹ từ nhỏ cho nên đối với cuộc sống đối với họ là toàn màu hồng và họ nghĩ cái của họ nghĩ và suy nghĩ những cái cực đoan những cái tiêu cực những cái không đem lại một cái thông điệp tích cực cho cuộc sống nhưng đối với họ là đúng đối với họ là không có sai vì họ có quyền làm như vậy à, họ không phải giống như hồng loan một người mẹ năm đứa con phải gánh vác một cái gia đình như vậy ở sài gòn ở việt nam nuôi hai đứa con thôi là rất trực vật luôn tôi thấy là tiền tại vì à, mấy đứa em tôi thấy nuôi con nè tiền học nè mỗi tháng nè rồi quý này quý kia nè rồi tiền xe tiền ăn tiền uống rồi tiền quần áo nó rất là tốn kém năm đứa con không phải là dễ đâu rất là nhỏ cực nhọc đến nỗi mà hồng loan đi qua út hát hay đi đâu người ta cho tiền tặng tiền cũng không bao giờ dám xài tiêu phí Mua cái gì cũng nghĩ tới bùm bum Cũng nghĩ tới thành mỹ Cũng nghĩ tới người này người kia Ở gia đình của Hồng Loan còn rất nhiều thành viên trong gia đình Đang làm việc ở đó Để muốn được như vậy Để mọi người có công ăn việc làm Thì Hồng Loan phải rất là vất vả luôn Còn những con người này chỉ ngồi dùng cái miệng của họ chém gió Thì các bạn nghĩ rằng Một người đi vào khách sạn livestream rồi xong xưa cái đổi thừa là à, biện minh đủ thứ chuyện ừ. rồi à, bem hồng loan về vấn đề mà kinh doanh rồi à, ganh tị về nhan sắc à, cái sự à, à, hào nhoáng của luật sư ngọc thì các bạn thấy không cứ ngồi đó cứ chê người này chê người kia tôi thợ tôi thợ giống như là thánh chê vậy đó. cả đời không biết khen ai chứ nha cả đời chỉ có một mình mình là mỏi nhọn với là củ tỏi thôi <laughs> giống như lời bình luận nha cứ củ tỏi mỏi nhọn mỏ hổn <laughs> cảm ơn uh, cái 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 bạn ấy uh, cho mình uh, cái uh, một cái câu nói mà bình luận mình nghe mình cứ cười vài à, mỗi nhọn mỗi họng của tội <laughs> ok cảm ơn tất cả các bạn bây giờ mình phải đi làm các bạn ơi rồi xin uh, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video lần sau nha nếu thấy thông tin nhiều ít thì cho mình một cái like và một lượt đăng ký kênh hẹn gặp quý vị bye bye